Xin chào các bạn, mình là Nhật Linh và mình đang ở Mark Channel. Như các bạn đã biết, trong 2 tuần vừa qua thì cả thế giới công nghệ điên đảo vì hai đứa con cưng của Samsung và Apple. Và hôm nay Mark Daily 16 tháng 10 sẽ lộ diện một smartphone không huyền hạ gục cả Note 8 và iPhone X. Bản tin cụ thể ra sao? Các bạn hãy cùng Nhật Linh đón chào nhé! Như đã biết, smartphone với màn hình không viền dài hơn có tỷ lệ 18:9 giờ đây đang dần trở nên phổ biến hơn khi các nhà sản xuất đều đang tìm cách tối ưu hóa phần diện tích mặt trước. Thế nhưng để loại bỏ toàn bộ viền ở các cạnh, điều này là thật sự khó. Bởi như vậy sẽ ảnh hưởng đến cục camera selfie và loa trước. Sau đó, một nhà sản xuất tại Trung Quốc mang tên là Ono đã nhảy ra một ý tưởng điên rồ là hồi sinh cơ chế điện thoại nắp trượt để nhồi các linh kiện vào phần trượt phía sau của máy. Tức là trên giấy tờ thì phần màn hình trước sẽ thật sự là không viền, cũng như máy vẫn sở hữu đủ các loại cảm biến lẫn loa thoại. Dĩ nhiên điều này sẽ khiến chiếc điện thoại dày dặn hơn một chút và là cơ hội hoàn hảo để nhồi nhét một viên pin có dung lượng cực lớn vào máy. Dù sao đi nữa thì ở ngoài kia cũng sẽ có người đánh đổi tất cả mọi thứ, chấp nhận thiết bị vừa dày vừa nặng lại còn cơ chế trượt, mở cực dị để có được 4 chữ không viền đích thực. Bên cạnh đó, ý tưởng mới của Honor cũng sẽ hứa hẹn có được tiềm năng trở thành sự thật, bởi nó chỉ đơn giản là thay đổi lại kết cấu sắp xếp linh kiện của máy, chứ không phải là cao siêu như màn hình dẻo, màn hình gập hay là mấy ông lớn smartphone hiện nay đang theo đuổi. Hãy cùng xem liệu công ty này có thể biến điều trên trở thành sự thật hay không nhé. Như đã biết, HMD Global đã hồi sinh chính thức thương hiệu Nokia với loạt smartphone trải đủ phân khúc từ cấp thấp đến cấp cao trong năm nay. Và kể từ thời điểm đó, họ bán được hàng triệu chiếc smartphone và hàng chục triệu điện thoại cơ bản. Cụ thể, theo hãng nghiên cứu IDC cho biết, Nokia đã đứng thứ 5 ở Phần Lan và có thị phần trên toàn cầu đạt 0,4%. Cơ quan này cho biết, doanh số bán smartphone của Nokia đã tăng lên 1,5 triệu đơn vị trong nửa đầu năm nay. Theo đó, doanh số smartphone của Nokia của các quý đạt được bao gồm 0,1 triệu chiếc trong quý 1, 1,4 triệu chiếc trong quý 2, 2,5 triệu chiếc trong quý 3 và trong quý 4 này có thể tăng lên là 3,5 triệu chiếc. Như vậy, tính cả năm nay, dự kiến là Nokia sẽ bán được khoảng 10 triệu chiếc điện thoại. Bên cạnh đó, cần nhớ rằng những chiếc điện thoại cơ bản của Nokia vẫn đang bán rất chạy tại các thị trường đang phát triển, với doanh số hàng chục triệu máy. Đây chắc chắn sẽ là tin vui cho nhiều fan hâm mộ của thương hiệu Phần Lan trên con đường quay trở lại tìm ánh hào quang đã mất này. Mới đây, tạp chí kinh doanh WeChatCore và hãng nghiên cứu thị trường Service Value đã công bố kết quả của khảo sát quy mô lớn về lòng tin người dùng tại Đức, bao gồm hơn 275.000 khách hàng, 972 công ty đa quốc gia thuộc 77 lĩnh vực khác nhau. Kết quả của khảo sát đã vinh danh Samsung với vị trí dẫn đầu trong danh sách các thương hiệu có mặt tại thị trường Đức. Thậm chí, Samsung đã vượt mặt chuỗi siêu thị lớn nhất nước Đức, Edeka, trong bảng xếp hạng tổng thể, lần lượt đánh bại Sony và Acer trong lĩnh vực điện tử giải trí. Ngoài ra, Samsung tiếp tục thể hiện vị thế là ông trùm thống lĩnh mảng TV khi nhiều khách hàng tỏ ra rất hài lòng với thương hiệu TV đến từ Hàn Quốc. Đặc biệt, Samsung đã lần lượt đánh bại hai tên tuổi Nhật Bản một thời gian chiếm giữ ngôi vương trong mảng TV, đó chính là Sony và Panasonic. Bên cạnh đó, nguyên nhân lớn cũng đến từ cách giải quyết khôn khéo của hãng điện tử Hàn Quốc sau vụ bê bối Galaxy Note 7. Có thể thấy Samsung đã có một chiến lược khôn ngoan để giữ hình ảnh và niềm tin nơi khách hàng ngay cả khi hụt chăn rơi xuống vũng bùn của Note 7. Chiến thắng của hãng đó chính là kết quả từ nhận thức sửa sai, quan tâm nhiều hơn tới khách hàng và chiến lược tiếp thị thông minh. Và trái ngược Samsung đó chính là việc đã chinh phục được một thị trường khó tính bậc nhất thế giới như là Đức. Và bản tin ngày 16 tháng 10 của Mark Daily đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên bình luận và theo dõi kênh để cập nhật Mark Daily hàng ngày nhé. Và mình là Nhật Linh đến từ Mark Channel. Hẹn gặp tất cả các bạn lại lần sau.